xin chào tất cả bà con. Ngay lúc này đây mọi người đang xem video này thì tôi biết rằng là chúng ta cũng đang tìm kiếm một cái điều gì đó ở trong quy trình nuôi tôm của mình, đúng không nào? Vâng, chúng ta hãy thừa nhận đi nào, chúng ta vẫn đang tìm kiếm điều này hoặc là điều gì đó cho ao tôm của mình ở trên Google, trên Facebook hàng ngày. Đây rất là tuyệt vời. Và tôi hy vọng rằng là tất cả anh chị em sau khi theo dõi hết cái live stream này, hết cái video này, thì tất cả bà con của chúng ta sẽ tìm ra được một điều gì đó cho riêng mình. Và các bạn chỉ cần theo dõi hết video, theo dõi kênh YouTube của tôi, thì tôi hy vọng là sẽ giúp được một điều gì đó để giúp được cho các bạn một quy trình nào đó cho riêng các bạn. Và hãy đừng quên đăng ký kênh để chúng ta sẽ đến ở bên nhau suốt cả một cái quá trình. Trong quá trình nuôi tôm thì có rất là nhiều chuyện xảy ra liên tục như vậy. Và ngày hôm nay thì tôi muốn gửi đến tất cả bà con của chúng ta một quy trình, đó là quy trình xử lý bạt ở trong quá trình sau khi thu hoạch. Xin chào bà con. Thì hôm nay Ngọc sẽ chia sẻ cho bà con một cái quy trình chuẩn bị ao để mình bắt đầu một vụ mới. Thì sau khi thu hoạch tôm á, thì ao mình cần vệ sinh thật kỹ. Đã. Thì ao bây giờ bà con nhìn xem. Đây thì ao mình vừa thu trong 3 ngày đã vệ sinh xong. Bà rất là sạch nha bà con. Nhưng mà để đảm bảo an toàn á, thì bà con nên dùng cái quy trình giống như chỗ của Ngọc đang làm. Đây bà con đang xem, anh em đang tạt vôi để ngâm. Cái này vôi này bà con cho nước vô khoảng 3 đến 5 phân, xong bà con tạt vôi đều hết ao. Đấy, tạt vôi đều hết ao. Cái mục đích tạt vôi ngâm gì đó để làm sạch hết những cái con nấm, con vi khuẩn còn lại trong ao. Vôi thì ở đây vôi thì bà con như biết đã biết rồi, vôi thì rất là rẻ nên là chi phí đâu có bao nhiêu đâu.
nên là để mà an toàn, để mà cho có một hiệu quả cao cho một vụ mới á, thì bà con nên sử dụng một bao vôi. Bà con quậy đều lên và đạt đều cho một bao 1.000 mét vuông. Đây bà con nhìn anh em đang làm, đạt từ trên dưới luôn. Cái mục đích đạt này vừa xong đạt để dược phẩm và những ống oxy đây, bà con nhìn thấy những ống oxy tụi tôi ở đây vẫn còn để đã ngâm. Ống này là chưa vệ sinh nha bà con, chỉ mới vệ sinh bạc thôi, ống này còn chưa vệ sinh, nó bám rất là dơ này. Cái này cũng tôi cho nó khoảng lên khoảng 5 phân để cho nó ngập cống oxy này đó. Sau đó một ngày một đêm, qua một ngày một đêm làm sao chúng tôi xả ra, xả nước ra, xả nước ra là bắt đầu tiến hành kỳ rửa những cái ống oxy này cho nó sạch. Ngoài cái mục đích ngâm để đỡ diệt khuẩn á, thì mình còn để làm vệ sinh những đường ống oxy rất là hiệu quả, mà chi phí thì rất là thấp. Đây, những ống này thì nếu mà để trên kỳ thì rất là lâu. Đấy, nó bám gì đây, để kỳ mà để kỳ một ngày một ao như vậy á, mà tập trung khoảng 2 người kỳ một ngày chưa chắc chưa gọi những ống oxy này, ống mũ này làm oxy này. Ở đây chúng tôi làm xài oxy dĩ tròn đổ bằng bê tông nha bà con. Đấy, cứ ngâm gì tạt vôi xong mình ngâm qua một đêm, ngâm qua một đêm rồi mình xả ra, rồi vừa lúc xả nó mình xuống mình chà rửa, chà một cái là nó chốc cả hết, rất là sạch. Tại vì nhiều Ngọc thấy nhiều nơi vệ sinh ao xong chà bạc xong rút hết nước phơi, nhưng mà phơi thì phơi nhưng mà nước nó vẫn còn động lại thì nó hiệu quả nó thì không có xài vôi thì hiệu quả nó không có cao, nó vẫn còn những con vi khuẩn, những con nấm nó còn bám ở trong những cái mép nhăn của bạc đó bà con. Cho nên là ở đây thì Ngọc sử dụng cách này rất là hiệu quả, chi phí nó cũng không có tốn kém là bao nhiêu. Đi chở vô ra ao dính chắc đi. Hai ao ngang ngoài á. Đang hồi ra ngoài đánh cái ao ngoài. Chở dây cũ. Chỗ này là nó vẫn còn bám, mà con có xịt rửa cỡ nào nó cũng vậy, mấy cái cổ mà khe khe như thế này vẫn còn ở đây, nấm nó còn đây. Cho nên là bà con ngâm vôi, ngâm vôi như thế này thì nó sẽ chốc sẽ bung ra hết.
thì bà con cứ quậy đều ra rồi tạt như công nhân ở đây đang làm gì là ok rồi. Để qua một đêm, sáng hôm sau hút nước ra, vệ sinh những phần còn lại, rồi cấp nước vô và chuẩn bị thả vụ mới thôi. Dân thì video đến đây kết thúc, thì mong là sẽ giúp ích được phần nào cho bà con. Xin chào bà con và hẹn gặp lại.